Hello anh em, tôi là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm hai sản phẩm của hãng Tone dành cho anh em làm cơ khí. Đó là cây búa Black Shaft Hammer và một cái cây đục nhỏ. Mình phải săn lùng dữ lắm mới mua được cái cây đục này. Tại vì rất là nhiều anh em đến cửa hàng mình muốn mua một cây đục nhỏ chất lượng mà chỉ mua một cây đục nhỏ thôi, không có mua mấy cái đục khác. Vì mình hay bán là bán hai bộ, nguyên bộ đủ hết trơn. Nhưng mà anh em chỉ muốn mua cái đục nhỏ thôi. Và hôm nay anh em được tội nguyện với cây đục nhỏ chất lượng này của hãng Tone. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem hai sản phẩm ngày hôm nay mình bán là cái gì. Đầu tiên đó là mình giới thiệu cho anh em đó là cây búa Tone. Đây là cây búa gò, một đầu gò một đầu bằng. Hồi xưa khi mà mình bán hàng bãi á, mỗi lần lụm được cây búa như thế này mừng muốn chết luôn. Mà nó xấu quách còn khay trong đây cây búa này là cây búa đời mới cao cấp nhất của hãng Tone. Vì sao? Cái cán của nó anh em thấy á, nó không phải là bằng gỗ mà nó làm bằng fiberglass, là cái nhựa tổng hợp chặn sợi. Cái dòng này cái này nó sẽ cho một cái độ bền cực kỳ cao, khả năng hấp thu lực rất là tốt, gõ cực kỳ sướng, nó còn tốt hơn cả gỗ nữa nha anh em, chứ không phải là nó thua gỗ. Và nếu là cái kim loại thì nó sẽ không gõ tốt bằng này, đi kim loại nó sẽ không có tính đàn hồi tốt bằng sợi. Cán được bọc bằng cao su này, cao su chống trượt, nó nhám nhám vậy nè, rất là đã luôn. Cái cây búa mình đang cầm là BH05 cha băng. Và đây anh em xem là cái này fiberglass nè. Cái này nó có hai size, một size là cây mình đang cầm và một size nữa thì nó bự hơn. Cái búa này tầm khoảng 250g. Và tiếp theo, cái búa này đang giá là 540.000 nha anh em, chỉ có 540.000 cho một cây búa chất lượng như thế này thôi, 540.000 của hãng Tone. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm cái cây đục nhọn. Đây là cây đục nhọn của Tone. Anh em nhìn đi, đẹp lắm. Mình sẽ cho anh em coi gần để anh em thấy cái sự đẹp của nó. CVG 125. Thì cái cây đục này mình sẽ gõ đây. Đây là đầu nhọn của nó. Anh em gõ như thế này. Cái búa này anh em nhìn nè. Mình gõ xong nhưng mà ở đằng sau không có dấu nha. Mình sẽ cho anh em xem cây búa của hãng Inco. Đây là nó có một số dấu sẵn rồi nha. Anh em sẽ thấy khi mình gõ đó, nó sẽ ra rất là nhiều dấu. Chứng tỏ là cái vật liệu này nó không có cứng bằng cái này. Anh em biết không? Anh em thấy không? Cái này rất là cứng. Nó khi anh em gõ nè, nó không có dấu. Nó không có ra những cái dấu giống như cái búa vậy rồi, nó vẫn đẹp. Anh em thấy không? Nhìn nó đẹp, kinh khủng không? Đó. Nó hàng cao cấp nó khác. Và cái đục này á, thì giá của nó là bao nhiêu tiền? Cái đục này giá của nó là 268.000 thôi anh em ơi. Chỉ có 268.000 cho một cây đục này, cây đục lẻ này. Anh em nào hay xài cái dạng đục như này thì chúng ta sẽ mua. Cái đục này nó sẽ phù hợp cho cái tình trạng là ví dụ mà anh em ngồi anh em muốn đục mấy cái chốt hay là những cái gì đó trong cơ khí thì anh em sẽ xài cái đục này. Hai sản phẩm. Anh em hãy xem bên dưới cái phần miêu tả video để có thể đặt mua sản phẩm này. Sản phẩm này thì chỉ có mình Solomon có thôi, hàng độc quyền. Một mình Solomon có thôi, không có chỗ nào khác hết á. Anh em nào muốn mua thì nhanh chóng đặt mua. Lưu ý anh em đó là cái những sản phẩm này vẫn đang nằm trong chương trình khuyến mãi ha. Anh em mua cái đục này áp dụng mãi giảm giá 20 KT6 sẽ được giảm giá thêm 20.000. Còn nếu anh em mua cái búa này, anh em áp dụng mãi giảm giá là 50 KT6, anh em sẽ được giảm giá 50.000. Mỗi anh em sẽ được dùng 3 lần mỗi mãi giảm giá. Anh em là đã dùng rồi thì coi chừng, nếu dùng hết rồi thì không có còn mua được nữa nha. Còn nếu anh em là chưa dùng thì hãy tận dụng chúng ta mua. Còn nếu anh em mua trên 1 triệu thì sẽ được giảm giá 100.000 khi anh em áp mãi giảm giá 100 KT6 trong tháng 6 này, chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 này thôi. Cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu anh em muốn mua hãy đến trực tiếp cửa hàng địa chỉ 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, TP.HCM. Website là store1.vn. Anh em xem dưới phần miêu tả để có thể mua chính xác sản phẩm này. Store là 1, siêu thị dụng cụ cầm tay số 1 Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ bất kỳ một video khác nào từ Store là 1. Chúc anh em có một ngày làm việc tuyệt vời. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.